Vừa qua, Hội nghị CVPR, hội nghị chuyên ngành uy tín nhất về lĩnh vực thị giác máy tính, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã ghi dấu ấn với chiến thắng tại AICD Challenge 2024, cuộc thi hàng đầu thế giới về công nghệ thị giác máy tính. Tại cuộc thi, VNPT chiến thắng tại hạng mục phát hiện vật thể từ camera mắt cá, bài toán được đánh giá là phức tạp trong cuộc thi, đòi hỏi các đội thi phải xử lý dữ liệu hình ảnh từ camera giao thông góc siêu rộng, bao gồm toàn cảnh 180 độ và 360 độ quan sát. Với nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng tinh thần quyết tâm, nhóm kỹ sư trẻ của VNPT đã thành công vượt qua thử thách. Mô hình AI do VNPT sử dụng chính là một trong những mô hình mà nhóm ứng dụng để phát triển nền tảng nhận diện hình ảnh VNPT Smart Vision, thể hiện hiệu suất vượt trội, chính xác cao trong việc phát hiện các đối tượng từ camera mắt cá. Nhóm thì rất là vui mừng và rất là vinh dự khi đã phát triển được một cái giải pháp mà công nghệ Make in Việt Nam mà đạt được một cái giải thưởng cao nhất trong cái cuộc thi AICT Challenge năm nay. Ngoài ra thì là đây cũng là một cái để khẳng định được là cái công nghệ Make in Việt Nam ngoài cái việc mà mình có thể đáp ứng trong thị trường Việt Nam còn có cái tính cạnh tranh ở trên thị trường quốc tế. Nước uống Ion Kiềm, một loại nước uống đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn do nhu cầu sử dụng nước không còn chỉ để giải khát mà còn phải sạch và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Để đáp ứng điều đó, nhà máy sản xuất nước uống Ion Kiềm thương hiệu Fujiwa đã ra đời với phương châm chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Sức khỏe tốt bắt nguồn từ việc uống nước tốt. Hàm lượng hydrogen cao tăng khả năng chống lão hóa, loại bỏ các gốc tự do nguy hiểm, nguyên nhân gốc rễ của các bệnh như ung thư, thận, tiểu đường, cao huyết áp. Đây là sản phẩm nước Ion có tính kiềm tự nhiên với toàn bộ quy trình được xử lý nước bằng công nghệ điện phân tách Ion Kiềm, công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, giúp nguồn nước được tăng cường tính kiềm với độ pH có thể đạt được từ 9 đến 9.5, gia tăng phân tử hydro và cung cấp đa dạng các khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Ngoài ra, việc giữ lại các vi khoáng chất thiết yếu như canxi, kẽm, kali, natri còn tăng cường sức đề kháng và giúp hệ thống xương chắc khỏe. Các cái sản phẩm đã hoàn toàn khép kín khi điện phân xong là được chiết rót ngay vào chai để đảm bảo thứ nhất là các cái lượng ion kiềm được đóng nút và giữ kín trong chai để đưa đến tay người tiêu dùng. Trong lon là chúng tôi có các cái sản phẩm đặc biệt như là nước dầu hydrogen đóng lon và sản phẩm nước dầu hydrogen đóng bịch. Hiện nay là sản phẩm hydrogen đóng bịch của chúng tôi là áp dụng với các cái công nghệ tiên tiến, là một số máy móc chúng tôi nhập từ bên Nhật và được các chuyên gia Nhật hỗ trợ rất nhiều về cái công nghệ này. Và chúng tôi thực thi theo cái công nghệ của chúng tôi là hoàn toàn khép kín, kể cả từ máy móc đến tiêu chuẩn con người. Sản phẩm nước uống của Fujiwa là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và nguồn nước tinh khiết đã tạo nên một sản phẩm không chỉ giải tỏa cơn khát mà còn nuôi dưỡng cơ thể từ sâu bên trong.